hello xin chào cả nhà nha hôm nay là trong những cái phiên rất kinh điển không đầu chiều thì rất nhiều anh chị cũng đèn điện cho em đạt em đạt ơi thì trường thủ một ngày rồi liệu có giữ hay không không anh chị nó nó mất lãi hết thậm chí là lỗ luôn nhưng mà em đạt vẫn kiên định nha thị trường này nay là lúc mà cái cú mua cháp về á, thì khả năng rất là cao thị trường sẽ có những cái cú mà nhúng sau đó, đó quay một ngàn một trăm chín mươi như nhận định trước đó đúng một cộng trừ đó thì hôm nay chúng ta thấy rằng chủ vững một hai rất là tốt cổ phiếu nhỏ, nhỏ nhỏ nhà viên hôm nay cũng đang giảm rất là mạnh trong phiên như là VIN viên đúng không vít đó giảm bốn phần trăm và lúc chân lên nè rất nhiều phiếu ngân hàng bật như một con tôm luôn đó như là bé banh trong người mua buổi sáng đó rồi liên bank nè, ngân hàng MB nè đã rất nhiều cổ phiếu như CTS cũng là có những cái buồn mua rất ok nè thậm chí là BVS, BGS nè đang trong những cổ phiếu rất là tốt rất là mạnh trong phiên nè chúng ta vẫn đang cover lại những lượng hàng như CTS rất là ok ha thậm chí anh chị nào có thể là mua BVD có thể là tiếp tục cover cho mình giá được ngay vùng 1200 này đây là không phải cái vùng để bán mà chúng ta đây chính là cái vùng để mua rất là tốt và trường nếu chưa vững mất một này thì có thể test lại 1.250, rung lắc đâu khá là nhẹ thôi khả năng thị trường tạo cái đấy hai nâng đẩy và tiếp tục và hướng lên 1.300 tiếp mà thậm chí có thể là vượt luôn cái đỉnh 1.300 trong mà đầu tháng 5 nhưng mà trước mắt chúng ta tháng tư rất là nhiều thông tin quan trọng mặc dù hiện nay đang có rất nhiều tin xấu như là việc tỷ giá đang tăng rất là cao khả năng là nhà, nhà nước sẽ làm cái nghiệp vụ là bán đô la là cả nhà đấy để, để ổn định tỷ giá hiện nay đang là, là 25.000 225.300 rồi, tức là mạnh rất là nhanh ha. nhất là cái giá vàng đang tăng rất là cao, có thể là nhập lộ vàng cũng đang cần rất nhiều đô la. Đấy trên thị trường đen cũng như là thị trường crypto đang khá sôi động cũng đang ảnh hưởng tới cái việc mà chúng ta là chảy ngoài tệ ra bằng những kênh không chính thức cả nha. À, những thông tin và liên quan tới việc đấu giá vàng SJC cũng đang hỗ trợ rất tích cực thì dung ha. Nay chúng ta đã giới trang ổn định rồi còn như câu chuyện chiến tranh, không ai nhớ đến nha ta đang có những cái tên đồn nhưng mà tên đồn này chúng ta chờ xem cái này nó cũng không liên quan quá nhiều đến những khoán đúng không mà thấy là trước đây có những thông tin liên quan tới các uh, chủ tịch nước sau khi ra tin thì trường dường ổn định là tiếp tiếp tục vào phục đi lên thôi cũng không có gì quá nghiêm trọng nữa nha đấy rồi nói chung là chúng ta thấy là thị trường đang có những cổ phiếu của nhóm ngân hàng nằm trong những nhóm dẫn dắt nhóm ngân hàng này còn sống chắc chắn thị trường còn sống quá nha ban leader rất là cứng nè đó cho mọi người mua lợi với banh trong những cái phiên rung lắc à, ngày tối hôm qua đúng không sáng nay mọi người mua rất là đẹp luôn ăn được khoảng bốn năm phần trăm thậm chí cổ phiếu CTS cũng tăng lên khoảng năm phần trăm rất là tốt mà đó, anh chị đừng có quá lo lắng chúng ta khi mua vùng giá bốn mươi thì chúng ta tiếp tục cho mình giá ngoài lúc thị trường này có giá tham quan thậm chí buổi sáng ngày hôm nay thôi thậm chí là những cái vùng rung lắc rất là mua rất ok với CTS nè mb banh hoặc là acb em đặt vẫn tiếp tục cho mọi người mua mọi banh này đang có những dấu hiệu tạo đấy đi lên acb tương tự rất là tốt mà tới mùa mua ta nên cần tích cực ta mua ha BVS uh, cũng đang về cái vùng giá mua, chúng ta tiếp tục mua gia tăng được, nên chị chưa có hàng. ở BVS thì chúng ta thấy là đang uh, bận như một con rồi, nói rất nhiều cổ phiếu này rồi, những vùng giá thấp hiện đang đang có những biên lợi nhuận rất tốt, tiếp tục vòng lãi đó nha. Hôm nay cũng bật lên đó, ok này. Chúng ta không có gì chúng ta phải bán những cổ phiếu mạnh như BVS tất cả nha. Rồi ngoài ra, những cổ phiếu như trên trường này cũng đang còn khá là mạnh, cũng rất nhiều cổ phiếu đang nhiều nhóm đầu tư công HV nè rất nhiều cổ phiếu đang gãy luôn và về những vùng đáy hỗ trợ rất sâu và cũng chưa dấu hiệu hồi phục nếu hồi phục lại thì chúng ta cũng nên cần bán những phiếu này cả nhà những phiếu giữ giá tốt nút chân hồi nhận nhanh như là đạt phương nè nó sẽ ưu tiên hơn trong dịp này nha. dg thì nó cần đang gãy nền nút chân nền tương đối thì cũng đang cần rất nhiều thời gian cân bằng đó thì nhóm bất sản đang, đang bỏ ngỏ rồi anh em đặt thấy là nhóm chứng khoán nó sẽ ok hơn cả nhà Ở đó chúng ta có cổ phiếu nếu là test đang dẫn đầu này agr cũng đang những cái cái vùng mua sáng này chồng người mua rất là tốt mà acb là nhóm hàng là mb đó thậm chí shb cũng đang khá là ok ha Tắc công banh thì nó hơi cao thì nó hơi khó đúng không định giá tấn banh thì cũng à, nói những game tăng vốn thì nó có những câu chuyện riêng khả năng nó sẽ tích lũy và tiếp tục hồi phục đi lên thôi nhưng mà em đã thấy là con lợi banh này em tặng đã có những nguồn mua à, rất là tốt mọi người thấy ăn đâu đó khoảng bốn trăm trong phiên rất là đẹp ha ok xin chúc mừng cả nhà mọi người sáng nay cũng tối qua nè. ai coi là chim cũng nè, chúng ta có những cái nguồn mua ha lợi banh này, acb nè đây chồng người coi trong cái room cộng đồng ha cho chị coi nè Mở cho người coi cái room cộng đồng rồi ừ, ta đây ha mà chỉ coi trong đường cộng đồng đây à, chúng ta có những điểm mua ACB mua là gom lần 3 đúng không quanh giá 267 đó là với cũng tương tự là một giá 18 18 chấm mấy nè 18.8 luôn 18.7 là cho mình chỉ mua 18 8 luôn đúng không đúng lắc nó kéo là một nhiệm rất là ok luôn tại vẫn là 21.5 thôi tiếp tục BBC là những vùng mua về cái vùng mua khoảng 14 đến 14.8 mua được ha tại vẫn là 17 thôi rất là nhiều phiếu tương tự SS nè đã sẽ test đặc biệt là sáng mai có thể mua gây giá 37 7 luôn nha. Mọi thấy không? Sẽ nó tăng lên rồi đó khoảng chừng 5% trong phiên rất là tốt gần như là một trong những phiếu mạnh nhất bậc mạnh nhất trong thị trường này nay và có thể là gãy vụ nền sau đó là hồi phục đi lên. Thị trường xuôi nó sàn một cây ngày hôm kia thôi, sau đó nó hiện nay đang tăng lại khoảng 5% cũng đang giúp cho mọi người có biên lợi nhuận rất là tốt nếu chị mua trung bình giá nha này cổ phiếu Lexedex này anh bạn rất tốn nhiều giấy mực để mà nói cổ phiếu này để mà chúng ta thấy phân tích cổ phiếu này nha các nha một trong những phiếu rất là mạnh là tập trung nó sẽ cũng khá là ok cái này rồi Chuyện trong trong cái cảnh này chúng ta tiếp tục là mua gom những cổ phiếu rất là tốt thôi đó những ngân hàng nào này trong chủ chủ đó thị trường hay nay thị trường đó hiện này đúc chân lên thành thành mong muốn đến là con chuồng chuồng cả nha đấy Reagan Fly OZ nha để áp lực cầu đã có những phản trở lại đặc biệt là sẵn sau giờ 2 giờ đồng nỗ lực rất là tốt dòng tiền bắt đầu tham gia rất là mạnh Nhưng mà tất nhiên là những nhóm midcap thì nó đang có những sự văn hóa rất là mạnh. Chúng ta cần lưu ý nha, nhóm hàng nhóm trụ thì đang có những sự hồi phục nỗ lực rất là tốt. Đó, chúng ta thấy thị trường khả năng là sẽ rung lắc quanh test lại cái đấy. Ờ, trước đây nha, cũng là này là, là một kháng cự luôn, chứ là 1250. Để thành công nó sẽ hướng lên như một kháng cự cao hơn nha. Test đấy quanh đây. Đã hướng thành công nhúng xuống nhẹ bắt đầu hướng lên 1300 trở lại nha. Đây, cái bốc này chúng ta tiếp tục là một kháng cự 1300 trong có thể là chậm nhất là đầu tháng năm còn không là cuối tháng này Tại vì trước lễ chúng ta sẽ hướng lên vùng 1290, 1300 rất là nhanh thôi các nha. Người nhớ 18 tháng 8 thì có mức khoảng 10 đến 11 phiên chúng ta sẽ lên tăng thôi. Tăng lên mức đó thôi các Sau đó khoảng cuối đường sau nha các nhà. Trước lễ ha. Đó, khá là ok. Rồi nói chung rủi ro này luôn lắc thì khả năng ngày mai con đến xanh trở lại luôn lắc nó sẽ test lên cái bộ hỗ trợ thì lúc đó chúng ta mới canh và đánh giá là như một cái nhà hiện nay thì không phải cổ phiếu, phiếu nào cũng mạnh nó cổ phiếu nào mạnh nó đang hồi phục lên mà nó đang chạm những kháng cự ta đang tranh bán đi đi qua những phiếu rất là tốt như nhóm ngân hàng là một nào, nhóm là nhóm chứng khoán hai và nhóm thứ ba là nhóm dầu khí nha, bất sản thì chúng ta không ưu tiên lắm, bất sản phù hợp đến trung hạn thôi đối với DG phát đạt này thôi, phát đạt đang bị vùng giá mua tương đối là tốt nè ổn định nè, nhóm chứng khoán chúng ta có AGR này, chúng ta có CTS này, chúng ta có thậm SI thì nó càng đạt cái mức thời gian cả nha. đó, rất nhiều cổ phiếu thì này sẽ phân tích chi tiết vào cái buổi live ngày hôm nay thôi, mọi người đón xem buổi live stream trên kênh đi chim cua nha. Ở trước mắt em đạt đánh giá như vậy thôi, thị trường đang hóa mà chúng ta thấy là rất nhiều phiếu mạnh trên đây. Đấy, DBS cũng khá, khả quan về vùng giá mua rồi. Và chứng khoán thế giới thì chúng ta thấy Dow Jones đang trong cái nhịp hồi phục nó hôm qua giảm nè, à? hôm nay cũng đang hồi phục trở lại. Đó ông tiêm cúp thì vẫn đang ở Việt Nam ha. À. Rồi. Giá dầu Brent thì vẫn đang quanh 90 đô, đặc biệt là tỷ giá này đang rất là nóng về 25 000 đến 25 300 là cái nhà vượt mốc 25 000 rồi. Và tỷ giá đồng đô la so với cái đồng Việt Nam đồng á. Bitcoin thì đang đang quanh 63 000 thôi và đặc biệt là đô vẫn đang phá đỉnh đi lên và uh, cái vùng phá cái bùng tranh giảm đang tăng lại chứ là khá là nóng nha rồi đó thôi chúng ta đang có những thông tin uh, liên quan tương đối là ơi ngoài ra chúng ta thấy thị trường đang có những tin đồn thì cái này bỏ qua cả nha thị trường này hồi phục lên thì uh, coi... thậm chí là chúng ta đi tìm những tin đồn hoặc là tìm những cái lý do để thị trường giảm thôi khi mà thị trường tăng lên thì chúng ta thấy là quên hết nha các nhà nhưng mà thị trường tăng lên ngày mai tăng lên là bảo đảm không ai nhắc đến chiến tranh này, cái nhà em đặt đánh giá chiến tranh này nó không có quá quan trọng khi mà hai nước Israel và Iran rồi chấm trả đũa rồi rồi là cho có như là thử nghiệm số cái thôi cả nha cũng không có mang tính chất rồi xung đột hoặc là quyết tâm quá nhiều ha hiện nay thì hai bên chắc khả năng là cũng đang tìm tới như tiếng nói chung thôi mà bình sớm thôi nha đó đây rất nhiều phiếu mà người thấy là như là FCN chúng ta công khá là yếu mà thấy FCN nè này đây, gãy luôn ha tất nhiên về cái đá trước rồi về gãy khá là mạnh đó không phải cổ phiếu nào chúng ta cũng có thể là hồi phục đấy để chúng ta canh giữ tiêu luôn phải cơ cấu ngay tức ha Hòn quân này rất yếu này thậm chí là phải hạ tỷ trọng ngay tức à. để chúng ta canh nhịp hồi hạ tiếp tỷ trọng và tập trung sức mua những cổ phiếu mạnh thôi Đấy mọi người rất nhiều cổ phiếu yếu nha không phải đơn giản đâu chúng ta thấy VC nè IDI nè gãy hết rồi ha ở à trong khi KBC nó cũng gãy nhưng mà nó đang có những rút chân rất mạnh ngay vùng đáy này thì có đang hồi hò, phục tại cổ phiếu này nó đang có những cơ bản tốt mà như con ghét nè mà giảm rất là mạnh thủng cái đấy luôn nói chung về cái vùng khoảng hai 23 ba ta nên cơ cấu hành đi chậm thôi để nó cân bằng nó mất nhiều thời gian sau khi gãy cái đấy này cái đáy chung hạn nó luôn đó con này cái đầu cơ khá là cao trong khi những con nó tăng tăng khá tốt như con lbb hoặc là con cts này mà không rất là mạnh rất là nhanh ha. đó mà thấy không những mua cái vùng giá ngày hôm qua tham chiếu là rất là đẹp luôn ha chỉ là chúng ta mua có thể mua ss cũng được này agr ha cái phiếu này nó đang về tiếp vùng nhất khấu tốt agr 20.1 20.5 mươi thậm chí thuộc xuống vùng đáy này nó đang hồi phục khá là tốt Các em có thể ACB nè Mở bí banh nè Rất nhiều phiếu đẹp mà Đây bị lát rồi chúng ta vào đây ACB nè Đó Về đấy rồi, chúng ta mua rất là đẹp nè Đây mua vùng này khá là ok Vẫn này về mua chúng ta thôi Nên đóng cửa 27.15 vẫn là vùng mua 17 đến 27.3 Đó cho ta ghé chúng ta 30 Rồi chúng ta còn có phiếu ngóng hàng mở bí banh Hôm nay vào một dòng tiền rất là đẹp Rất là tốt nè đó mua cover thêm hôm qua cũng nói luôn mọi người ha Anh chỉ coi livestream ngày qua sẽ nó biết được cái vùng này cover thêm phải đúng vào dầu gom về hai ba hai ba đây này là tầng này hai bốn khá là đẹp rồi tại chúng ta vẫn là hai bảy ok cả nhà chúng ta mua vùng nhất hai bốn này chúng ta cover lại vùng hai ba nói chung chúng mình giá nó khoảng hai ba chấm năm gì đó khá là ok và tại đó vẫn hai bảy rồi cả nhà chúc mừng thành công nha rồi xin chào mọi người thị trường chung vẫn khả năng tới hai đấy và hướng lên một ngày ba trăm rất là tốt chậm nhất là đầu tháng năm và trễ và sớm thì chúng ta có thể là trong ba mươi tư trước ba mươi tư luôn trước nghĩ là chúng ta sẽ hướng lên một 290 thậm chí là 1.300 Xin chào cả nhà nha, chúc người thành công. Người đừng có bán hoang lại lúc này nha. Lúc này là lúc ta để múc hoặc là chúng ta gồng lãi thêm chờ lên còn 250 ta cơ cấu vào đầu xem xét thêm đánh giá lại vì thế nha. Còn nếu chị là chưa có ai đồng hành có thể liên hệ với em đẹp ngay nha. Xin chào cả nhà. Em nhà người chuyên đánh thị trường cũng như là đánh giá các bạn nhất nha. Rất nhiều cổ phiếu mạnh trong giai đoạn này, cơ hội rất là nhiều, thật vui rồi. Xin chào mọi người.